Từ nội dung phần đọc hiểu, anh chị hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ về giá trị của chiến thắng với bản thân mình. Trước khi làm bài, em cần xác định được nội dung và hình thức của đề bài yêu cầu. Về nội dung, vấn đề cần bàn luận đó là giá trị hay ý nghĩa của chiến thắng đối với bản thân em. Em cần tập trung bàn luận về những giá trị của chiến thắng, chứ không phải bàn luận một cách chung chung về vấn đề. Về hình thức, yêu cầu các em viết một đoạn văn khoảng 200 chữ. Em nên viết từ 2/3 đến 1 trang giấy thi là đạt yêu cầu về dung lượng, không quá ngắn cũng không nên quá dài. Em có thể sử dụng các thao tác như giải thích, chứng minh, bình luận, phân tích khi viết đoạn văn. Về cấu trúc của đoạn văn, em có thể viết theo cách diễn dịch, quy nạp hay song hành, nhưng thuyết phục hơn cả vẫn là đoạn văn tổng phân hợp với câu chủ đề ở đầu và cuối đoạn văn. Thầy hướng dẫn các em cụ thể với đề bài trên như sau. Trước hết là phần mở đoạn. Chúng ta dẫn dắt để nêu vấn đề cần bàn luận, đó là giá trị của chiến thắng đối với bản thân em. Em có thể mở đoạn theo nhiều cách, trực tiếp nêu vấn đề hay gián tiếp bằng những dẫn dắt. Thầy gợi ý cách mở đoạn gián tiếp như sau. Khi nghe những giai điệu sảng khoái, tươi trẻ trong câu hát, niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến bến bờ vui, niềm tin chiến thắng nối con tim yêu thương mọi người, tôi lại càng thấm thía sâu sắc hơn những giá trị của chiến thắng đối với mọi người trong cuộc sống, trong đó có cá nhân tôi. Phần thân đoạn. Trước hết, chúng ta sẽ cùng giải thích ngắn gọn khái niệm chiến thắng là gì. Em nên giải thích từ 1 đến 3 dòng, tránh lối viết dài dòng chiếm dung lượng của bài viết. Và em có thể giải thích như sau. Chiến thắng là khi ta đạt được thắng lợi trong một cuộc thi hay một cuộc đấu tranh với người khác hoặc với chính bản thân mình. Ý 2. Em trình bày giá trị của chiến thắng đối với bản thân mình. Đây cũng là ý chính của bài viết. Em nên căn cứ vào dung lượng của bài làm để viết một cách hợp lý nhất. Trước khi trình bày những giá trị của chiến thắng với bản thân mình, em cần dẫn dắt một cách hợp lý để nối phần giải thích với phần ý chính của đoạn văn. Thầy gợi ý như sau. Dẫn dắt. Với ai cũng vậy, chiến thắng là điều mong đợi sau một hành trình dài của sự chuẩn bị và nỗ lực không mệt mỏi, là đích đến cuối cùng của chặng đường mà ta đang đấu tranh, và nó có một giá trị vô cùng to lớn. Với cá nhân tôi cũng vậy. Sau đó, em sẽ trình bày giá trị của chiến thắng đối với bản thân em. Em đưa ra những giá trị của chiến thắng với mình và lý giải ngắn gọn để tăng thêm sức thuyết phục cho lý lẽ. Em tránh việc liệt kê những ý nghĩa của chiến thắng mà không có sự lý giải cụ thể. Thầy gợi ý phần này như sau. Chiến thắng là sự ghi nhận thành quả, giúp tôi nhận ra được giá trị, năng lực thực sự của bản thân sau một hành trình nỗ lực, cố gắng không mệt mỏi. Mà nếu như không có nó, tôi vẫn tiếp tục cuộc hành trình đầy gian nan, thậm chí có thể khiến tôi bỏ cuộc giữa chừng vì mệt mỏi hay thất vọng. Không chỉ vậy, chiến thắng còn mang đến cho tôi một cảm giác hạnh phúc khi được đứng trên đỉnh của vinh quang, một cảm giác không phải lúc nào con người ta cũng có thể làm chủ được. Đó thực sự là một liều doping cho tinh thần, là động lực để tôi tiếp tục dấn bước chinh phục những thử thách nối tiếp. Chiến thắng không khiến tôi bị ru ngủ trong ánh hào quang. Khi khoác lên vòng nguyệt quế, giúp tôi có cơ hội nhìn lại mình, nhìn lại chặng đường mà mình đã đi, để biết được đâu là thế mạnh của bản thân và đâu là hạn chế. Từ đó, tôi có thể tiếp tục phát huy cũng như loại bỏ ra khỏi con người mình. Các em thân mến, các em cần căn cứ vào dung lượng của bài làm để quyết định nên viết tiếp hay tạm dừng những giá trị của chiến thắng đối với bản thân. Nếu quá dài, chúng ta có thể tạm dừng. Còn nếu dung lượng chưa đủ, chúng ta có thể tiếp tục đưa ra những giá trị tiếp theo. Ý thứ ba của đoạn văn, em nên đưa ra những dẫn chứng và phần phản biện. Dẫn chứng.
Nếu không có chiến thắng sự lười biếng và hèn nhát trong chính con người mình, chắc hẳn sẽ không có tôi của ngày hôm nay mạnh mẽ, kiên cường và lạc quan, dám đương đầu với tất cả những thử thách trước mắt để đạt được mục tiêu mà mình đã lựa chọn. Phản biện: tuy trong cuộc sống có đôi lúc bản thân vẫn còn sự yếu đuối hay thói quen tự bằng lòng với thực tại, nhưng tôi tin rằng bằng chiến thắng mà mình đang nắm giữ sẽ giúp tôi loại bỏ những suy nghĩ, ứng xử chưa đúng đắn, hướng tới hoàn thiện con người mình. Kết đoạn, các em khẳng định lại vấn đề mà chúng ta vừa bàn luận. Thầy gợi ý như sau: chiến thắng là kết quả sau cùng của những chiến bại. Vì vậy, mỗi chúng ta hãy biết trân trọng để chiến thắng ấy sẽ không là vô nghĩa. Các em thân mến, các em vừa đến với đề đọc hiểu và viết đoạn văn nghị luận 200 chữ số 3 trong chuyên đề luyện đề đọc hiểu và viết đoạn văn 200 chữ vào 10 giờ tối thứ 5 và thứ 7 hàng tuần. Với phần hướng dẫn vừa rồi, thầy hy vọng rằng đã mang lại cho các em những kiến thức và kinh nghiệm bổ ích để chuẩn bị cho cuộc thử sức sắp tới của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2020. Các em nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video kiến thức mới nhất từ văn học trong nhà trường. Chúc các em học tốt. Chân thành cảm ơn các em.